Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Chúng ta có thể thấy rõ ở đây 2xy cộng y, 2xy cộng y, 2xy cộng y. Chúng ta sẽ đặt nguyên cái cục này thành chữ x trong máy tính Casio. Và chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy. Chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn 0.5. Thì chúng ta ra số 1 ở đây, thì có nghĩa là 2xy cộng y bằng 1. Như vậy chúng ta có y làm nhân tử chung. Chia 2 vế cho 2x cộng 1. Và bây giờ chúng ta có chữ B. Sau đó chúng ta sẽ viết cái cục này vào này. Chúng ta nhấn Shift cái cục này. 8 alpha x cộng cho 1. 2 alpha x cộng 1. Sau đó chúng ta có alpha x. Để nói là các số thực âm. Thì trong trường hợp này chúng ta nhấn Shift Show, chúng ta chọn âm 10. Thì nó sẽ ra âm 0.75. Như vậy, chúng ta đi tìm giá trị 4x cộng 3y. Chúng ta ra trừ 9. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.